chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, mau mình xem chùa quay đi thôi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Rồi thì buổi học ngày hôm nay kết thúc ở đây nha. Khoan, mấy đứa có biết ngày mai là ngày gì không? Mà vui dữ vậy. Dạ thưa thầy, ngày mai là ngày chủ nhật được nghỉ ở nhà chơi. Cái em zombie này em thích chơi không? Hồi tôi bún em bây giờ á. Dạ em đâu biết ngày gì đâu thầy. Ngày mai là một ngày rất là quan trọng. Mấy em chỉ còn có ngày mai á để ôn lại những cái gì mà thầy đã chỉ cho mấy em. Sau đó ngày thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu thi học kỳ 2 và kết thúc năm học. Ngày mai mà không học bài nữa thì không có ngày nào để học nữa đâu. Dạ mấy cái đó dễ vậy thầy ơi, em thuộc hết rồi thầy. Cái gì? Vậy 5 cộng 5 bằng mấy vậy nớp? Quá dễ luôn, thì bằng 20. 20 trừ 10. Quá dễ. Rồi bây giờ mấy đứa tranh thủ về nhà ăn cơm nghỉ ngơi rồi học bài đi nha. Nhớ ngày mai là ngày rất là quan trọng đó, đừng có chơi game. Dạ em biết rồi. Huy Hoàng sống dài là huyền thoại. Học bài nè, mới học bài kỹ vô nha, ngày quan trọng lắm. Mong rằng mấy đứa đó nghe lời của mình dặn, học hành cho đàng hoàng, không có chơi game. Tới giờ coi phim hoạt hình rồi. Cậu định đi đâu đó? Ủa? Tới chỗ tình lai đồ chứ đâu. Vậy thì tôi cũng đi nữa. Cô mưa đó. Tiếng ai nghe quen quen vậy ta? Trời, có ai đâu. Sắp thi rồi đó mà sao ngồi coi phim hoạt hình hoài vậy zombie? Dạ tại đi học về áp lực quá nên con phải coi phim hoạt hình á, cho nó đỡ mệt. Áp lực cái gì? Xong, 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 3 là 6, 6 cộng 3 là 8. Ê zombie, con học bài con đọc cho đàng hoàng á, con đọc cái gì vậy? À, dạ con biết rồi. 15 minutes later. Để coi bữa nay có tin tức gì không? Ngon, ngon ghê lắm. Ê, gì vậy? Zombie nó làm gì nữa rồi nè? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào 99k người đang xem nha. Hôm nay mình sẽ học bài. Mình học đến khi nào mà cái nến này tắt thì mình sẽ nghỉ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ học bài đây. Thứ hai là thi cuối kỳ rồi đó, mình phải cố gắng. Được á, Zombie bữa nay biết cố gắng luôn nè. Để coi Zombie học bài sao mới được. Trời đất ơi, tốt quá. Wow, Zombie live stream học bài luôn nè. Đỉnh cao, đỉnh cao. Lần đầu tiên mới thấy trong cuộc đời luôn á. Để coi coi có phải thiệt không. Bắt đầu nha các bạn. What's your name? My name is Zombie. Zombie, đẹp trai. Trời đất ơi, cầm cuốn sách ngược mà cũng đọc được đó hả? What's your name? My name is Zombie. Ôi, trời ơi, xong rồi các bạn ơi, đến tắt rồi các bạn ơi. Thôi bây giờ mình kết thúc live stream bên đây, mình đi ngủ nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Cái nến này nó làm sao á? Quá lãng xẹt luôn, vậy là học bài dữ chưa Zombie? Trời đất ơi, thằng này chứ. Quá nhảm, biết ngay mà làm tốn 5 phút của cuộc đời. Thôi, đi học bài nó còn có ý nghĩa hơn nữa. Và câu chuyện hôm nay tôi muốn kể với quý vị và các bạn là câu chuyện có thật. Mới thấy ngồi lên bàn đó bây giờ ngủ nữa hả Zombie? Dậy học bài đi, ngủ hoài vậy. Dạ con ngủ chút xíu rồi cha ơi, trời ơi còn nguyên ngày mai nữa mà. Vậy thì con ngủ chút xíu thôi nha, tối dậy học bài đó. Dạ con biết rồi, con ngủ chút xíu thôi à.
Dùm ơi, dậy đi. Sáng rồi ngủ hoài vậy? Hồi tối cha đi làm ở nhà con có học bài không vậy? Lo mà ôn bài thi đi nha. Bữa nay cha đi làm tới tối mới về đó. Con ở nhà học bài cho đàng hoàng đó. Dạ con biết rồi, cha cứ yên tâm đi. Ở nhà con học bài 100% công lực luôn á. Ờ, 1000 cũng được nữa. Dạ chúc cha đi làm vui vẻ. Trời đất ơi, ở nhà rồi tuyệt trời luôn, mới ai vô rồi. Ủa mà không được, học bài chứ tối chưa học gì hết trơn á. Trời ơi, bây giờ phải học mới được. Cho mấy đứa này nó thi xong cái giờ mình rủ cô giáo Thảo đi du lịch Dubai chơi ta. Chắc qua đó vui lắm. Ủa mà mình đâu có tiền đâu đi ta. Thôi rủ cô giáo Thảo bắt xe về Cà Mau chơi. Nghỉ hè này mấy đứa đã định đi đâu chưa? Bình luận cho thầy biết nha. Từ các công thức trên ta có. Ê, nè ra. Ê, làm gì vậy? Sao dặn của tôi? Ê, mà xinh đẹp ơi, con học bài từ hồi tối tới bây giờ rồi. Con nghỉ ngơi một xíu đi để mệt đó. Dạ con biết rồi, để con học xong cái này rồi con nghỉ ngơi. Chứ bữa nay không học, ngày mai không biết gì thi cái không điểm luôn á. Ừ, vậy chút xíu nữa con nghỉ ngơi đi nha, đừng học quá sức đó. Dạ con biết rồi. Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Tưởng đâu không xong chứ ai ngờ xong sớm hơn mình tưởng. Ê, sao làm học bài xong chưa mà ngủ ngáy to quá vậy? Cái gì? Từ tối giờ tôi đã học bài xong rồi. Sao, dữ vậy sao? Cho bạn 10 điểm. Từ các công thức trên chúng ta suy luận bài toán này có kết quả giống như ở trên. 2 x 1 = 2, 2 x 2 = 4, 2 x 3 = 6, 2 x 4 = 8, 2 x 5 = 10, 2 x 6 = 12, 2 x 7 = 14. Dành dành hả? Nhào vô, anh xanh lắm rồi, anh xanh lắm rồi, vô dành à. Rồi, xong, điện thoại hết pin luôn rồi. Thôi để đi học bài mới được. Để học bài chút coi. Đâu rồi, cuốn sách đâu rồi, đây. Theo công thức chúng ta có phương trình chắc. Ê, Zombie ơi, cha về rồi đây. Zombie ơi, con đâu rồi? Trời đất ơi. Trời ơi, nó học bài quá trời quá đó cười. Bây giờ nó ngủ đây luôn rồi nè. Tội nghiệp quá, để ẩm nó lên giường mới được. Cho nó đi ngủ để sáng ngày nó đi thi nữa. Zombie ơi, dậy đi con. Dậy đi. Cái gì vậy cha? 6 giờ rồi, dậy nè. Dậy đi tới trường thi nè. Hôm qua học bài quá trời quá đất luôn rồi. Ngủ dữ vậy ha. Học bài gì cha? Hả? Học bài thi, mình chưa học bài thi. Con ngủ mớ hả? Hồi tối con học bài rồi con ngủ trên sofa luôn rồi đó. Cha mới ẩm con lên trên này nè. Thôi mau dậy rửa mặt súc miệng đi tới trường đi nè. Đi tới sớm để chuẩn bị tâm lý thi cho nó tốt nè. Ráng thi có kết quả tốt đi. Về cha dẫn đi ăn buffet, ăn đã luôn. Dạ, dạ con biết rồi. Rồi tới giờ rồi, bây giờ mấy em ổn định vị trí chuẩn bị bắt đầu thi nha. Dạ lẹ lẹ đi thầy ơi, tụi em nôn lắm rồi thầy ơi, lẹ lên thầy ơi. Đúng rồi thầy ơi, trời lẹ đi thầy ơi. Ủa Zombie có vấn đề gì về sức khỏe không mà sao thấy cái mặt không vui vẻ gì chứ vậy? Dạ em không sao thầy ơi, cũng bình thường à thầy, em có gì đâu thầy. Chắc Zombie thức đêm để học bài nhiều quá nên bây giờ bị mệt tới thầy giống em nè thầy. Nếu không có vấn đề gì thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thi. Để coi đồng hồ, 5 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nhưng trước hết thì thầy xin giới thiệu với mấy đứa hai giám thị sẽ gác thi trong ngày hôm nay cho chúng ta. Đó chính là thầy Buddy Basic và cô giáo Thảo. Xin chào mấy đứa. Dạ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thi học kỳ 2. Ok. Bây giờ thầy sẽ phát đề cho tất cả các em. Thời gian thi của chúng ta sẽ là 60 phút. Xong 60 phút bỏ viết xuống nộp bài cho thầy. Đề thi lần này sẽ có sự thay đổi, mỗi đứa một đề, không có đề nào giống đề nào hết. Nên mấy em cứ tập trung làm bài của mình, không cần phải kiếm bài của người khác, vì không có cái nào giống cái nào đâu. Ai mà có chuẩn bị học bài ôn bài từ trước thì ok, đề rất là dễ. Còn ngược lại, không học bài thì cái đề này rất là khó. Thôi xong luôn rồi, mỗi người một đề rồi bây giờ làm sao đây? Rồi bây giờ mấy đứa bắt đầu làm bài đi nha, thời gian được tính từ đây. Bây giờ phải làm sao đây? Mình đâu có biết gì đâu mà làm.
Ê Zombie, sao em không có làm bài đi? Thời gian có giới hạn đó mà em làm gì vậy? Dạ em đang suy nghĩ về chuyện nước Mỹ á thầy. Để em làm liền. Đọc kỹ đề bài rồi làm cho cẩn thận nha. Kỳ thi này rất là quan trọng đó. Rồi đã hết thời gian làm bài rồi, mấy đứa ơi dừng bút lại nộp bài cho thầy đi nè. Ý xong rồi tất cả đều xong rồi, trời ơi dễ mà. Rồi xong hết đúng không? Ê kêu em Zombie kêu xong bỏ giấy xuống nè, em viết hoài vậy hết giờ rồi kìa. Dạ gần xong rồi thầy ơi, gần xong rồi. Trời ơi thầy làm gì căng dữ. Rồi chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xong phần thi của mình. Bây giờ mấy đứa có thể về nhà được rồi. Ngày mai thầy chấm bài xong thầy sẽ phát cho các em. Được không mà sao bạn buồn dữ vậy Bi? Tôi thấy bài này dễ lắm á, học bài là làm được á. Tôi đâu có học bài đâu làm. Nói thế thì chịu rồi chứ không biết sao đâu. Không đi con ơi. Hồi cha về không biết phải nói sao với cha đây. Mình thi không được gì hết trơn á. Xin chào anh nha. Xin chào anh nha. Ủa sao giờ này anh về sớm vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà anh về sớm dữ vậy anh Ma Sương Đen? Hôm nay là ngày thi cuối học kỳ 2 rồi, nên tôi phải về sớm để hỏi thăm Ma Sương Đen nó thi làm sao rồi, để động viên tinh thần cho nó. À thì ra là vậy, tôi cũng về sớm để coi Zombie nó thi sao rồi nè. Con anh dạo này học ổn chứ? Con tôi thì nó học cũng tèn tèn thôi, nhưng mà mấy bữa gần cuối thi này á, nó học bài dữ lắm, học bài xuyên đêm luôn á. Còn Zombie sao anh? Tôi nghe nói là kỳ thi này mỗi đứa một đề, không đề nào giống đề nào. À vậy sao? Thằng Zombie nhà tôi nó cũng học bài nữa, xong rồi nó ngủ trên sofa luôn, không biết nó học được nhiều không nữa. Tôi xin phép anh, tôi về đây. Xin chào tạm biệt anh, chào tạm biệt nha. Hey, Zombie ơi, cha về rồi đây Zombie ơi. Ủa, Zombie đâu rồi ta? Đi thi về rồi nó đâu rồi không biết nữa. Sao không có trong phòng ta? Không lẽ là... Zombie ơi, con đâu rồi Zombie? Con biết bây giờ mày chờ tiếng con. Khi thấy... Con sao vậy Zombie? Buổi thi của con như thế nào, có ổn không? Dạ, con thi tạch rồi cha ơi. Tương lai tăm tối như thành phố bị mất điện luôn rồi. Con buồn quá à. Thôi không sao, đừng có buồn. Năm nay lơ là thì năm sau cố gắng học, lấy miếng giấy khen về cho cha. Có gì đâu buồn, cố gắng lên. Dạ con xin lỗi cha. Thầy đã chấm xong bài thi của các em rồi đây. Bây giờ tới phần hấp dẫn nhất mà mấy em đã mong chờ, đó là phần phát bài thi. Kỳ thi này mấy em làm bài tốt lắm, ai cũng có điểm cao hết trơn hết trọi á, người nào cũng 8-9 điểm hết trơn. Nhưng mà có một thành phần cá biệt ở trong đó, chính là bạn Zombie. Bạn Zombie chỉ được có 3 điểm thôi, thầy không biết tại sao lại như vậy nữa. Thầy đã căn dặn chung tất cả các em là phải về nhà học bài cho thật là kỹ để thi cho nó tốt. Nhưng mà Zombie không biết tại sao lại không học bài. Dạ tại hôm đó em chơi game nên em không học bài á thầy. Ê vậy năm sau em gắng cố gắng hơn nha, đừng có chơi game nữa nha. Dù không được giấy khen nhưng mà em vẫn được lên lớp. Chào mừng tất cả các em đến với buổi lễ tổng kết của trường học quái vật. Thầy biết là mấy đứa đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Giây phút mà mọi sự cố gắng và nỗ lực sẽ được đền đáp. Và bây giờ là giây phút quan trọng. Thầy đọc tên đứa nào thì đứa đó lên đây nhận giấy khen nè nha. Thầy xin mời bạn Ripper, Xà Lam, Gat, Ma Xương Trắng, Ma Xương Đen, Enderman, Bitman, Nớp. Và cuối cùng là bạn Nhện. Rồi, mời tất cả các em nhận giấy khen của mình nha. Đó là thành quả của các em. Hả? Phải mình cố gắng hơn nữa. Không sao lãng việc học. Thì bây giờ mình đã đứng trên đó rồi.
Coi bữa nay có tin tức gì không? Ngon, ngon ghê. Ê, gì vậy? Zombie nó làm gì nữa rồi nè? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào 99k người đang xem nha. Hôm nay mình sẽ học bài. Mình học đến khi nào mà cái nến này tắt thì mình sẽ nghỉ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ học bài đây. Thứ hai là thi cuối kỳ rồi đó, mình phải cố gắng. Được á, Zombie bữa nay biết cố gắng luôn nè. Để coi Zombie học bài sao mới được. Trời đất ơi, tốt quá. Wow, Zombie live stream học bài luôn nè. Đỉnh cao, đỉnh cao. Lần đầu tiên mới thấy trong cuộc đời luôn á. Để coi coi có phải thiệt không. Ok, bắt đầu nha. What's your name? Where do you from? Wow, hôm nay Zombie học tiếng Anh luôn hả? Dữ rồi nha. I love to play soccer and you. I love playing FIFA game and go together. Qua trang mới nha. Rồi, trang này chưa học tới nhưng mà để nghiên cứu. Cái trang này gì có Ronaldo rồi Messi gì ở đây nữa nè. Trời đất ơi, học tiếng Anh gì có Ronaldo Messi nữa. Wow, Zombie đọc tiếng Anh như gió, chỗ có chỗ không luôn. Thôi mình cũng học bài thôi chứ không được sao lãng việc học đâu. Đề thi lần này là mỗi đứa một đề đó, có ai có ý kiến gì không? Dạ không có thầy ơi, đề có khó cỡ nào thì em cũng giải được thôi, tại em có học bài mà. Wow, Zombie tự tin hất đầu đinh ha. Rồi được rồi, bây giờ mấy đứa có 60 phút để làm bài đó. Làm bài đi em ơi, làm bài đi, tập trung làm bài đi, 60 phút thôi đó. Nè nè nè, chị tôi đâu này hứa, ở bên này á. Ê, trong con này làm sao vậy, chị nè, ở bên này đó. Trời ơi, cái này cũng được, cái này đơn giản quá trời. Tưởng gì mấy công thức này mình đã học thuộc lòng hết rồi. Cần được hết tất cả luôn. Ê, ê, nè, đúng rồi, ư, đúng nè. Wow, Zombie viết vậy quá trời viết vậy Zombie, coi chừng viết sai đó nha. Dạ, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi á thầy. Em học bài rồi nên bây giờ cái này dễ lắm. Tốt quá, thầy thích điều này á, em cố gắng lên nha, làm cho tốt nha. Thầy chứ đừng có biết em nè, thì cái đó là 6 kìa, được một thêm cộng 3 nữa. Rồi, mấy đứa ngưng bút lại hết thời gian rồi mấy đứa ơi, bây giờ nộp bài cho thầy nha. Rồi, hồi sớm thầy thấy Zombie tự tin quá trời luôn rồi, Zombie nhắm làm được nhiêu điểm? Dạ, tầm khoảng 11 điểm á thầy. Ủa lộn, 9 điểm thôi thầy. Được, tự tin như vậy thì được, mấy đứa cũng làm bài tốt hết đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà đợi kết quả thi nha. Đợi tôi em ơi, đợi tôi, chạy đi nhanh như vậy. Thầy đã chấm xong bài thi của các em rồi đây, bây giờ tới phần hấp dẫn nhất mà mấy em đã mong chờ. Đó là phần phát bài thi. Kỳ thi học kỳ 2 lần này thầy đánh giá là tất cả các em đều có điểm cao. Riêng chỉ có một thành phần cá biệt nhất, đó chính là bạn Zombie, được tận 9 điểm. Easy luôn. Động lực nào làm cho Zombie cố gắng để thi được điểm cao như vậy vậy Zombie? Dạ cha mẹ em tin em, ông bà em tin em, mà em không làm được thì em sẽ phụ lòng mọi người nên em sẽ cố gắng hết sức. Tốt tốt, có tinh thần như vậy là tốt. Rồi bây giờ đem điểm về khoe cho mọi người trong gia đình biết đi mấy đứa ơi, chờ ngày tổng kết. Chào mừng tất cả các em đến với buổi lễ tổng kết của trường học quái vật. Thầy biết là mấy đứa đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi. Giây phút mà mọi sự cố gắng và nỗ lực sẽ được đền đáp. Và bây giờ là giây phút quan trọng. Thầy đọc tên đứa nào thì đứa đó lên đây nhận giấy khen nè nha. Thầy xin mời bạn Zombie, bạn Mai Xương Trắng, Mai Xương Đen, Rat, Enderman, Ripper, Salam, Nớp, Batman và bạn Nhện. Zombie! Trời đất ơi, thầy mời bạn Zombie lên đây nhận thưởng, làm gì ngồi dưới đó vậy? Dạ em lên liền thầy ơi!